thân mến, chúng ta vẫn thường biết đến nghề MC như là một người dẫn dắt chương trình. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, MC còn trở thành linh hồn cho một sự kiện. Môi trường làm việc của MC thường xuyên thay đổi, vô cùng phong phú, đa dạng, và đó cũng chính là môi trường khao khát của nhiều bạn trẻ. Và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các bạn có mong muốn khát khao đứng trên sân khấu, khóa học đào tạo MC sự kiện tại công ty quảng cáo truyền thông Adam sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Đến với khóa học này, bạn sẽ được đào tạo theo giáo trình chuyên sâu dành cho các MC sự kiện. Đó chính là các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng phát thanh và tiếng nói, kỹ năng dẫn đôi và nghệ thuật giao lưu với khán giả, kỹ năng hoạt náo, duyên dáng trên sân khấu và rất nhiều những kỹ năng, những bài học thực tế áp dụng trong nghề MC sự kiện. Kết thúc khóa đào tạo MC sự kiện tại Adam Media, chúng ta sẽ có được những gì? Điều đầu tiên, bạn sẽ trở nên tự tin và làm chủ được sân khấu. Bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng để có thể ứng biến trên sân khấu, được tiếp xúc, giao lưu, tạo dựng mối quan hệ với những MC nổi tiếng, được thực hành, trải nghiệm các kỹ năng trên thực tế qua các event, các sự kiện của công ty quảng cáo truyền thông Adam cũng như các đối tác thực hiện. Và chúng ta sẽ được giới thiệu việc làm ngay sau khi hoàn thành khóa học MC. Thật là nhiều những điều hấp dẫn đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Và Adam Media rất vui nếu được cùng bạn bước đi trên con đường chinh phục sự nghiệp của mình ngay từ những bước đầu tiên, dù chắc hẳn là cũng sẽ có rất nhiều khó khăn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để có thể tham gia khóa học vào hôm nay. Chi tiết các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ daotaomc.com.